Xin kính chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh audio của Audio HN. Thì ngày hôm nay đặc biệt tôi làm một video, gọi là một video để làm cho anh em những bộ dây tín hiệu đấy, những bộ dây tín hiệu audio, những bộ dây tín hiệu AV để giúp anh em cải thiện các cái chất âm cũng như là cho anh em những cái đường truyền tín hiệu audio đấy, nó được đảm bảo không bị xôi xạo cũng như là cho các cái giải âm thanh nó sáng mịn đấy, gọn gàng, lét căng, không làm bị nhòe tiếng đấy. Thì ở đây tôi đã bày sẵn ra cho anh em. Đây là một bản là 850.000 một bộ đấy, bản rắc khóa gen carbon đấy, 850.000 một bộ đấy, cực kỳ đẹp đấy, được chính tay tôi DIY đấy, hàn bằng những cái con thiếc của Nhật, thiếc có hàm lượng phần trăm bạc cao nên chất lượng tín hiệu cực kỳ được bảo đảm. Đấy, 850.000 một bộ. Thì đây là một bộ khác này, bản này bản kép, bản này rơi vào hơn 1 triệu, triệu 450 hay triệu 650 thì phải, triệu 650. Đấy, bản này rất là to, lớn, nọt đo. Thì bản này là một bản 1 triệu 1 này, bản này 1 triệu 1 này. Đấy, bản màu đỏ rất là đẹp luôn. Chất lượng thì khỏi bàn rồi. Nhưng cái thằng này hoàn toàn hoàn toàn lõi của nó là đồng mạ bạc anh em nhé, đồng mạ bạc. Và bên trong gồm rất nhiều các cái tép nó xoắn vào nhau, triệt tiêu những cái nhiễu động cũng như là từ trường, giúp cải thiện các chất âm. Thì tại sao tôi chưa chi tôi đã giới thiệu cho anh em những bộ này trước? Bởi vì là hiện tại tôi mới ra những cái bộ rất là dễ dàng để cho anh em sắm sửa. Thì mục đích của tôi làm cái video này chủ yếu đó là giới thiệu cho anh em hai cái mẫu này. Đấy, hai mẫu này. Thì tại sao tôi lại giới thiệu cho anh em hai mẫu này? Bởi vì mục đích là giúp anh em nào mà chưa có điều kiện cao, chưa có điều kiện tiếp xúc với các loại dây cao cấp thì có thể là sử dụng những cái bộ nó mềm tiền. Đấy, bởi vì giá trị của những bộ tôi giới thiệu này nó có giá thành nó mềm hơn. Đấy, rất là nhiều. Mà chất lượng thì hoàn toàn tương đương so với một bộ 850.000. Đấy, khác mỗi là rắc thôi. Rắc ở đây tôi sử dụng rắc khác anh em nhé. Rắc này rắc bãi đây, rắc bãi của Hitachi. Đấy, mạ vàng 24K theo tiêu chuẩn của audio. Bản này thì bản dây bé anh em nhé, bản dây bé. Bản dây bé nhưng mà chất lượng thì hoàn toàn nó vẫn đua theo được những thằng đàn anh nó. Đấy, những bản này thì giúp anh em nào mà hạn chế về kinh tế có thể là đấy, có thể là chơi được đấy, giúp anh em là dễ dàng mềm tiền hơn đấy, muốn cải thiện chất âm đấy, dễ dàng chơi hơn cho những anh em nào không đủ điều kiện sử dụng những cái bộ cao cấp hơn thì anh em có thể sử dụng những cái bộ phân khúc dưới này đấy, nó thuộc phân khúc tầm trung. Rất là đẹp, dây có hai bản màu trắng và màu xanh anh em nhé, đều dài 1 mét, rắc bãi của Hitachi, DIY hoàn toàn rất là xịn. Thì một bộ này thì tôi đang để với giá là 400.000 anh em nhé, 400.000 một bộ, giá thành rất là mềm để giúp anh em gọi là có đủ khả năng để chơi đấy, để có và về tay với nhiều anh em hơn. Bởi vì những bộ dây mà nó được DIY bằng những con rắc đắt tiền thì cái giá nó phải cao, thế nên là nó rất hạn chế người chơi. Thì tôi đã sản xuất ra những bộ bằng những con rắc bãi đấy, hoàn toàn rất là đáp ứng được nhu cầu của anh em đấy, giúp anh em gọi là có sự trải nghiệm mới mẻ trong chơi âm thanh. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0963411622. Số điện thoại và địa chỉ công ty tôi để trực tiếp bên phía dưới phần mô tả. Đấy, anh em cũng lên like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật về những cái video audio mới nhất. Thì video tôi sẽ kết thúc tại đây. Hẹn anh em ở một video sắp tới. Xin chào toàn thể mọi người.